Không, tôi không, tôi đã bảo rồi, tính tôi nói một là một, không lằng nhằng. Lâu rồi mới thấy anh chưa đi vợ. Ok em yêu, mệt còn chưa bán hàng thì bạn kiểu 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 cho tôi bị ngứa nghề ấy. Nhớ nghề ấy, ngứa nghề ấy, anh em có à, ai đã dùng từng dùng nước hoa của tôi rồi thì bây giờ anh em quay lại là dùng nước hoa, anh em bảo đấy. Hôm nay tôi bán vững bằng giá gốc cho anh em luôn, bây giờ shop mới anh em hiểu chưa, tôi bán 5 phiên live, mỗi phiên live được 100 đơn, là nghĩa là mình sẽ mở mắc full đơn. Còn 90 đơn nữa tôi bán nốt cho anh em giá 68.000 đồng bằng giá nhập luôn. Mai đóng hộ hàng ship đi cho anh em luôn. Thế là uy tín luôn anh em bảo. Đấy 68.000 đồng một chiếc nước hoa ngựa dứa. Ai đặt nhanh thì được. Đây 68.000 đồng một chiếc này. Đấy. Tất cả những anh em nào mà mua hàng bên nhà tôi, hiểu chưa? Đấy, khi nhận hàng xịt thử đã đành. Tôi cho phép dùng thử từ 3 đến 5 ngày. Không thơm, xịt đi không mất tiền, hiểu chưa? Gửi lại cho tôi trả lại tiền. Uy tín. Cần gì mà nói nhiều. À anh về rồi nhá. Các bạn xin lỗi là đợt này cái máy này nó cái kiểu gì, máy nó bé. Anh em bảo chữ nó bé, đọc không đọc được. Chúc mừng anh đã trở về thành công. Ok em ơi. Mọi người đi qua mọi người follow tôi cái anh em ơi. Đấy. Một con nước hoa phiên nữ phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đấy. Nó bán được quần áo đủ 18-24 giờ. Đấy. Bán kính lan tỏa từ xịt phát từ 1 đến 3 mét thì người thấy mùi. Giá bán trên thị trường 79-80-90. Nhà tôi bán hôm nay 68.000 đồng cho 90 người. Ai nhanh nhất mua đi. Nhanh. Cho anh một lọ. Ok anh mua đi. Anh dí vào chứ mua đi. Em lấy 3 lọ gửi sang hàng của anh. 3 lọ à? Em mới nhắn tin thì tí bên có bộ phận hỗ trợ em ạ. Thế hello anh em, hello mọi người, ra sớm đế anh, hello em Hiếu Đen nhá. Từ anh đi qua năm về anh đã bán hoa rồi à, anh lên anh tặng quà cho mọi người kiểu như là mình bán tặng quà cho người không ấy. Đấy, tặng quà cho mọi người muốn nước hoa ngựa dứa này. 68.000 đồng một chiếc nước hoa ngựa dứa này, anh em nào mua dí vào giỏ hàng ngay. Đã là được rồi em rồi nhỏ anh ạ. Ờ anh em tôi đợt này tôi đi mấy tháng về tôi tăng tận mười mấy cân thịt đấy anh ạ. Ok chào Hiếu nhá. Anh em đi qua mọi người cho em xin nút follow đi, cho em xin nút follow đi, cho xin nút follow cho anh nhé. Có thấy rõ hàng, rõ hàng vẫn có mà. Đấy anh em săn ngựa dưới đấy, anh em ai săn ngựa dưới 68.000 đồng. Người yêu anh đâu rồi ạ? Người yêu anh chắc là nghỉ ngơi tối đi Nghệ An. Chị Thúy nghỉ ngơi rồi em nhá. Đấy. Còn 9 giờ thì mình bán bao nhiêu bằng giá gốc anh chừng nhỉ? 82.000. Hả? 82.000 à? Đây bây giờ anh cho em xin tầm 20 suất còn 9 PM này. 20 suất con 9 PM này giá là 82 à? 82.000 à? Đấy. Tiếp theo nữa lại tặng thêm cho anh em 20 suất 9 PM. Muốn anh em nào mà thích phong cách của đàn ông, những phong cách của bad boy. Đấy. Bad boy là gì? Là những người đàn ông mạnh mẽ cá tính ý. Đấy. Đây trước mặt anh em đây là một con nước hoa gọi là con 9 PM anh em hiểu không? Đấy. 9 PM là một sản phẩm nước hoa dành cho bad boy, dành cho những con người gọi là phong cách, anh em hiểu chưa? Đấy, con này là tôi bán cho anh em dùng hàng bao nhiêu năm nay rồi. Anh biết rồi đúng không? Nó có 3 tầng hương mùi. Hương đầu nó là hương của cam bergamot, quế mùi táo đỏ. Hương giữa nó là hương của hoa lily, mùi của hoa cam. Kết thúc nó một mùi hương của hoắc hương, xạ hương, hương vani và đậu tonka. Được chưa anh em? Con này nó lưu hương từ 8 đến 10 tiếng trên da. Bám trên quần áo từ 12 đến 18 giờ, thậm chí đến 1 ngày trên quần áo. Đấy. Con này dịch xịt phát thì mùi chiến đét. Thế nào gọi là bad boy anh em hiểu chưa? Thành anh em thích cái mùi chiến đét thì xịt con này luôn. Đấy anh em nhá. 82.000 đồng một chiếc. Thêm vào đi. Để em thêm không? Lá cái gì? Đâu? Nè. Đấy. 9 PM 82.000 đồng. Đấy, 82.000 đồng cho 20 suất 9 PM. Phong cách của bad boy luôn.
bad boy luôn anh em ạ. Đặt nhanh lên anh em. Múc lên. Mới anh em đi qua cho tôi xin nút follow. Anh vào nhà anh khá, anh không vào này à? Anh hôm nay sang thắp hương mẹ thôi anh về. Bán cả lọ không em? Không anh có em ơi, em dí vào đấy mua dí vào cả lọ em nhá. Đấy, 82.000 đồng một chiếc này cho em này. Bán cho 20 suất. Anh em nào mua nhanh đi. Phong cách của bad boy đấy. Anh Dương chị Thúy đang xem. Kệ chị. Mai mới về anh ấy. Ừ anh mới về. Về đã đớp được tí nào chưa Dương? Đớp được nhiều rồi. Không thấy cả lọ anh ơi. Không thấy cả lọ à? Thôi em mua chết dùng được. Dùng thử đi em. Mua chết dùng thử đi. Đấy. Lại cho em nhá. 9PM. Một phong con nước hoa dành cho phong cách. Dành cho những anh em nào thích phong cách gọi là mạnh mẽ. Thể hiện sự cá tính, thể hiện sự manly của đàn ông. Được chưa? Nó là một con nước hoa cực kỳ hot trên thị trường hiện nay. Giá thị trường đang xem và rơi vào tầm từ 90 đến 95.000 đồng đến 99.000 đồng. Được chưa? Nhà tôi